Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được gửi đến tất cả đại chúng một câu hỏi của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Đạo hữu Nguyễn Quốc Vinh: Kính thưa Thầy, theo như con biết, ngoài trái đất này ra còn có những cái thế giới bao la khác. Thế giới có 9 phương trời, 10 phương Phật, mà các phương này cũng bao la vô tận. Mỗi phương có một vị Phật, như phương Đông có Đức A Xúc Bệ Phật Tu Di Tướng Phật, phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật. Vậy cho con hỏi, muốn xác định phương Phật này thì phải làm sao? A Di Đà Phật, chân thành kính cảm ơn Thầy. Kính thưa đạo hữu Quốc Vinh cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình này, thế giới bao la vô cùng, nhưng cái thế giới này đây nó đang nằm ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Theo như Phật giáo thì không có quan niệm là 9 phương trời, mà Phật giáo có chủ trương đó chính là 10 phương. Trong 10 phương đó thì Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên và phương dưới, đó chính là 10 phương. Và để có thể xác định được 10 phương này á, thì chúng ta cứ hãy hướng mặt của mình về phía mặt trời mọc, đó chính là phương Đông. Và phía bên Tây chính là mặt trời lặn, tức là phía sau lưng của mình. Phía phương Bắc đó chính là bên tay trái, và phía Nam đó chính là bên tay phải. Trong cái hệ mặt trời mà chúng ta đang sống ở cái thế giới ta bà này thì chúng ta tạm thời quy ước với nhau trên cái phương diện đó để chúng ta có thể xác định được. Còn đối với thế giới vô cùng của các cõi nước mênh mông trong vũ trụ này thì chúng ta không thể dựa trên một cái hệ mặt trời này để mà mình quy chiếu, để chúng ta có thể xác định được. Có những cái quốc độ có một mặt trời, có những quốc độ hai mặt trời, có những quốc độ ba mặt trời, và cho đến những cái quốc độ tới có tới 9 mặt trời lận. Vì thế mà xác định phương hướng thì nó mang cái tính chất là tạm thời, và đây chính là điều mà không thể gọi là cái chân lý giải thoát được. Đồng thời ở trong nhà Phật thì cũng không có cái chủ trương mình dựa vào một phương, một hướng nào cả. Ví dụ như ở trong kinh A-di-đà: Này Xá Lợi Phất, hôm nay ta ca ngợi công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bằng của Phật A-di-đà. Phương Đông cũng có, như là Đức Phật A-xúc Bệ Phật Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, hằng hà sa số chư Phật như thế. Rồi phương Tây cũng có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế. Rồi thế giới phương Bắc thì có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nang Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, hằng hà sa số chư Phật như thế. Ở phương dưới thì có Đức Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế. Ở thế giới phương trên thì có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Kim Ngân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế. Như vậy trong kinh Di Đà đã hình thành nên nói cho tất cả đệ tử biết có 6 phương, đó là Đông Tây Nam Bắc, phương trên và phương dưới. Đồng thời có một bản kinh nữa, đó chính là Kinh Lễ Bái 6 Phương. Bản kinh này được hình thành theo một cái nội dung như là khi Phật ở tại thành Vương Xá, thì vào một buổi sáng nọ Đức Phật đi khất thực. Và Ngài thấy được rằng cái người đệ tử thanh niên này lễ 4 lễ về phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, phía trên, phía dưới. Thì Đức Phật có hỏi tại sao ông lễ như thế? Thì cái người nam thanh niên này mới trả lời là tại vì cha mẹ của con trước đây đó đã lễ như thế, và con không có hỏi lý do, cho nên bây giờ con không có muốn làm sai mà cứ làm như thế, tại vì cha mẹ con đã chết rồi. Nhân đó thì Đức Thế Tôn mới nói là ô, ông hiểu như vậy là sai cái lời cha mẹ của ông muốn dạy rồi. Thế thì hiểu như thế nào cho đúng? Đức Phật chỉ dạy như thế này: khi mà lễ về phương Đông á, có ý nghĩa là phụng thờ cha mẹ. Phương Nam đó có nghĩa là người học trò phụng sự cho thầy của mình. Phương Tây đó có nghĩa là người vợ đối xử với chồng. Rồi khi lễ về phương Bắc á, có nghĩa là giao tiếp cư xử với thân thuộc bạn bè đôi bên. Rồi lễ về phương dưới có nghĩa là đối với những kẻ giúp việc cho mình. Rồi lễ về phương trên có nghĩa là đối với những bậc sa môn, bậc thiện tri thức, bậc thầy của mình. Thế thì đó là kinh lễ bái 6 phương, dạy cho chúng ta những cái phương pháp để mà ứng xử trong cuộc sống này.
Thế thì cái giá trị ứng dụng của Phật giáo là ở ngay cái giá trị thực tiễn này, mình sống làm sao để cho nó có thể có được sự an lạc cho mình và cho người. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.